Hello em, và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của chị Z. Tăng sao à? Ok, xem đánh gì nào anh em ơi. Muốn làm tiếp mấy trận thánh đồ lắm ấy, nhưng mà làm liền mấy trận rồi chắc là thua ấy. Chơi game nghiêm túc nha. Game giây phát 21, 20, 19, 18, 17, 16. Ok, laser focus. Trời, căng nhỉ. Hơi xấu. Hơi xấu anh em ơi. Thôi, chuẩn. Và mình sẽ hẹn gặp lại anh em sau chuyện thua nhé. A few moments later. Rồi anh em, đây là mình sau chuyện thua mình đang có. Chưa có gì lắm. Xem nào. Khi thêm một bạn lau này. Alice thì cứ để lại nhá. Xin lấy xuống này. Ok. Ám hoàng. Thì cầm máu bằng ám hoàng hoặc là bán thần tí cũng được. Cầm máu tí 79, 78, 77. Anh mình có thể thua một trận nữa cũng được. Hoặc thắng luôn cũng được. Thắng luôn thì cũng hơi tiếc, nhưng mà mình không muốn bị trừ nhiều máu quá ấy, bởi vì trừ 20 máu là cũng cũng khá là xa xôi rồi. Đồ khá xấu này. Thôi lên đi. Đồ xấu này. Đồ xấu này phải chơi sớm anh em ơi. Cung à? Hay đánh cung nhỉ? Ba cung rồi này. Bốn cung rồi này. Xe lít bỏ tạm đi. Bạn Vera để phòng đánh cung. Cung hoặc là này cho lau nhỉ, hay cho phải chắc mình cho 2T sẽ sấy dễ ra nổ được một hai lần hơn. Nhưng mà 2T thì không có đồ. Trách thương phát nữa. Chắc là chưa ai có thương đâu. 2T sách thánh này, thương một thương đáy này. Okay. Mười bốn con yon. Con mất cái bảng đáy rồi, nhưng mà không sao anh em ơi. Cái đáy thì 77, bạn này chắc cũng thắng được. 71, 77, khó lắm anh em ơi, khó xuống. Con này tương nhiều. Sách thánh nhá. Cái gì bây giờ nhé? Bởi vì nếu mà mình lấy sách thánh thì mình sẽ khó đánh. Hơi khó đánh. Khó đánh cái gì nhỉ? Hơi khó đánh cung anh em ơi. Trận này khả năng mình sẽ đánh thú. Đồ à? Big nít à? Big nít ra. Có sách thánh thì chắc đánh thú anh em ơi. Chứ có sách thánh mà đánh cung thì nó sẽ nó cũng có thể đánh sao, thôi đánh thú đi. Thú nhá. Bạn này bán đi. Giữ lại em. Xe này cũng bán đi, tốn tiền. Không chơi. Cầm máu mình chỉ đánh mấy con rẻ rẻ anh em. This time I'm going to do 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 do
Bây giờ lại bắt con gì khác nhỉ? Cho bắt Norad nhỉ? Rồi bắt Yon nhé. Vera, và đang tí nữa mình sẽ cho con Vera cầm sách thánh. Nhưng mà khi mà con Hayate này bắt đầu phế quá. Yon này chắc để Yon 1 thôi, trận này tranh nhau Yon khá là nhiều. Mình phải giữ lấy mít để tí nữa cần để kích thánh đồ thôi. Van Heel chắc bỏ rồi. Chùm máu này là ngon rồi, chùm máu này là thơm rồi. Có rồng này, có thú này. Có rồng nhưng mà trận này chắc chả đánh rồng được, nhưng mà không có thương. Có phách thánh nữa, cũng chưa có ngọc đại. Trận này chắc khó đánh rồng anh em ơi. Nhưng mà cứ cầm rồng về cho anh em đỡ phải đấy. Ủa, bạn này nhắc 2 này. May mắn nhỉ. Nhưng mà dạo này mình thấy hắc ám khó đánh kiểu gì ấy. Anh em ai cũng đánh hắc ám ấy. Ai cũng đánh hắc ám mà chỉ có mỗi 13 con hắc ám thôi, thì anh em lấy thế nào cho vừa. Trừ khi anh em kiểu may mắn lắm ấy, thì anh em mới lấy được full hắc ám đẹp đẹp kiểu nắc 2 rồng 2 sớm. Chứ không tầm này ai cũng chơi hắc ám á. Có may đánh thú luôn này à, hoặc là chưa thôi. Bạn này có thể này. À đâu, đây là mình mà. Wow, bạn này có thể đánh thú xong nhận ra. Ignite Floor 2 này, Yon. Lấy con này về ghê, khả năng bán con lau đi. Phát rồi, ô có thú. Ê, thế thì thôi bán con rồng nhỉ. Bán Yon đi tạm. Chứ còn bán rồng lắm anh em ơi. Một chút nữa mình bán rồng. Thêm con nữa thì mình thêm con Ignite thôi. Hoặc là cho 4 thú vào. Cho 4 thú vào thì Hayate với cả Floor với cả Vera đánh team. Nhưng mình bỏ mất 2 con Nomad này đi cũng hơi tiếc này. 2 con Nomad 2 này đi cũng đầu game nó cũng cầm máu nên mình khá tốt. Có Choi luôn này, xịn phết nhỉ. Cái này anh thú chắc rồi. Thú gì không biết. Rồng chắc sắp bỏ nhé. Sắp bỏ. Con tiếp theo mình bỏ. Có bán thần. Biết đâu lại lấy được. Có Yon. Không lấy nha em. Cùng lắm có bán thần thì mình sẽ cho bán thần vào thay nhá. Mình cần bán thần để mình cầm máu thôi. Đội này cầm máu hết thôi. Một thương bắt đáy bên kia. Xịn phết anh em ơi. Hai thương bắt đáy bên kia. Mong bạn nào không bạn nào đẩy sang bên này. Chứ không đẩy sang bên này mình cũng hơi gay go. Chắc không ai để ý đâu mình. Chắc không ai đến mình đâu anh em. Không được, không được bạn ơi, không được đâu cáo ạ. Không phải bạn nào. Không được đâu cáo ạ. Kinh thật lừa mình, ôi xì bà. Thử đến giây cuối nữa. Sợ hãi quá, sợ hãi quá. Chắc phải em vô tình để thế thôi chứ không phải lừa mình đâu nhưng mà. Choáng, đánh thường. Ui, con này có hồi máu. Đấu tê. Truy hồn, không có. Lấy cái này cho con Malok được. Lấy cái này đi. Đi cho Malok. Lo xin luôn, ngon phết nhở. Malok. Tiếp đi. Chín con rồng, ok, cứ cầm rồng đi anh em ơi. Cho anh em khác lại chơi. Thường, cái con rồng này nhìn thổi ghê thế nhở. Em mình chuyển ra bên kia không? Chuyển ra bên này đỡ hơn đấy anh em ơi. Ok, thôi kệ không sao. Nhìn con rồng truy hồn kia thổi phát con 2AT khi mình khi bay luôn. Đấy, mất cái chuỗi vừa nãy. Đấy, không mất chuỗi là ngon rồi. Ra gì à? Rồng cầm đi. Bạn này full hắc ám rồi này. Bạn là cót 2 vừa nãy sao ấy. Có hắn là cót 2 sớm khỏe nhỉ. Bạn này đánh thú này.
cầm gì ấy. Mà lốc đồ này vẫn chưa chưa uy tín lắm đâu. Cót 1. À, đánh gì cũng biết. 3 hắc ám 2 thú. Yo. Gì lạ. Noman chắc mình sẽ cầm đến level 8 nhé. Level 8 thì mình sẽ bỏ đi. Mình sẽ đánh là một con này chủ lực, con này chủ lực, con này chủ lực với cả thêm một con nữa là để thêm một con Vera 2 nữa nếu mà được. Rồi bắt đầu Nakot đến này anh em ơi. Nakot chuẩn bị đến này. Nakot 2. Bắt đầu Noman bây giờ bắt đầu không còn khỏe như trước rồi. Máy thế Nakot full trượt. Xiên. Gần được. Nốt vòng nữa xong rồi mình bán Noman nhé. Bán Noman lên 8 tìm Malok. Tìm teo. Tìm con teo để cầm máu. Có bán thần này. Đi cho bán thần vào đi. Cho bán thần vào. Thế thì con floor cứ để. Vẫn để hai đồ kia nhé. Không thành vấn đề. Thần do này bán này. Tiếc máu không anh em? Oh, không sao. Chấp nhẹ thì máu cũng được. Bao xuyên luôn. Luôn mong chết. Cái đồ Noman bây giờ thấy yếu đấy anh em. Đến giờ Noman nó yếu. Chuẩn bị khi ném sách thánh sang cho con Vera ấy nhỉ. HT cũng bắt đầu yếu rồi. À, anh ta chứng tỏ mình anh em ơi. Anh ta chứng tỏ mình chưa yếu đâu. Tỏ à? Không kỳ quá ta. Đánh gì nhỉ? Bây giờ có teo này, mình bỏ HT, bỏ con rồng còn đi. Đánh con thên, con teo, con greasy. Rồi hai đồ này cho thên, thên 1 thôi nhưng mà hai đồ này cứ để cho floor nhỉ, floor 2 khi uy tín hơn thên 1. Còn này bỏ 2T, bây giờ bỏ đấy rồi. Đánh gì nhỉ? Đánh thên không? Thế ạ. Bởi vì bây giờ nhá, nếu mà mình cho thên vào mà bỏ floor ra. Hay đánh con thên 2 luôn nhỉ? Đánh nhau bằng thên 2 luôn nhỉ? Cũng được. Nếu mà ra hay kết phát mình đánh con thên 2 luôn. Ui, ra đồ này như này. Cho hai con này phải đi rồi. Không ở lại được. Teo 1 vẫn chưa tài nhưng mà nó có sách thánh. Ba đồ luôn, QC cầm một cái đồ này. Đồ này, ui, thử cho thêm đi anh em ơi. Thêm 2 luôn không? Thêm 2 luôn cũng được. Thêm 2 luôn cũng được đấy, để mình nghĩ nhé. Malok. Lily thôi, Malok. Kéo lên Malok 2 để mình chơi Malok anh em ơi. Cho Vera vào trong nữa. Nào quyết định đi anh em ơi, có đánh thêm 2 không? Con này có choi à? Ui, von cắt 2 điên thế. Mẹ quá. Bây giờ có von cắt 2 là ngon nhất này, mình có 2 đồ cho von cắt 2. Còn thêm 2 cũng được. Hoặc là thậm chí ma lốc 3, bởi vì trận này mỗi mình với bạn này đánh ma lốc thôi. Hạn này tranh nhau, mình tranh nhau bạn này thôi. Ma lốc 2 bỏ Vera đi. Thêm hai thú à? Mình Chrissy à? Bỏ Chrissy. Để thêm một cái trò cũng được, nhưng mà thôi lấy ngọc đại đi. Cho con Crab nộ thêm, lên thấy thêm tanh. Đứng đây. Không cần thêm hai đâu. Sẽ cầm máu bằng các thứ khác nhé. Muốn bỏ Chrissy lắm rồi đấy anh em ơi. Nhưng mà thêm 1 không gánh được không? Không được không? Mình định bỏ QC, bỏ con Vera này luôn, lấy con 2 thêm 2 con thú nữa. 51 máu có đi không nhỉ? Nếu mà đi phát nữa là mình phải lên con thêm 2 đấy. Nếu mà không đi thì mình cứ chơi bình tĩnh để mình chờ tướng thôi. Không, chưa đi được. Phải
này sắp đi đấy, bạn này không làm gì là bạn này đi. Biết đâu ra con thêm hai roll, roll bình thường ra thêm hai luôn thì ngon. Lên 9 giờ hơi lâu này. Lên 9 giờ là giờ là đi. Cần ngoa lốc, cần teo 2. Teo 2 được ngon. Teo 2 chưa có đồ thủ. Đưa ra. Sao nhỉ? Không nên Vera 3 đâu. Mày có gì đâu? Ôi, mình né bạn này ra. Bạn này hơi hơi điêu. Floor xin luôn này, mình cũng thích con floor xin luôn này nhỉ. Nhưng mà đánh góc này thì con chạy đâu bây giờ, chạy bên này thì gặp floor, chạy bên kia thì gặp ấy. Teo xuống đáy bắn lên trên góc này, ok. Lên bổ phát đi hết luôn kìa. Một choáng. Là có đánh cũng điêu đấy, chết đòn choáng hết cả ba rồi. Máy thấy đi rồi. Ok, một bạn đi. Mọi người phải đi rồi. Đây là con thiên hai ngon, đây là con thiên hai mình sẽ tích cái này lên con ma lốc 3. Phương châm của mình là vẫn là thắng thua không quan trọng, quan trọng là phải có tướng ba vàng anh em. Thế mới thành clip được. Cho này ba đồ cho nó lớp thôi. Rồi rồi, gặp cái bạn này rồi. Không chạy được bạn này thì gặp bạn đấy thôi. Ui điêu thật. Ma của đam điêu thật, không hiểu. Còn voi nữa, sao bạn này khỏe thế? Không được anh em ơi, bạn này khỏe quá. Khéo phải lấy một con thêm hai hoặc làm sao đấy rồi. Hay đến 9 nhỉ? Đến 9 tìm con thêm, tìm con cát. Thôi, lên 9 đi. Chắc lên 9 được. Hai vòng. Teo 2 rồi, may quá. Tìm thêm con thêm. Chrissy. Đây đâu con Chrissy cầm máu nghe. Bây giờ cầm một con cát rồi, mình lên con cát 2 luôn. May ăn sống được. Khó nhỉ, 29 máu vẫn có thể đi được ấy. Cái game quái quỷ này có thể đi bất kỳ lúc nào anh em ơi. Mình cho đồ ba đồ ra thêm rồi cho cái đồ này. Ừ, crack này không cần nộ đâu. Crack này cho chết đi. 4 thú. Hay bỏ sử Chrissy nhỉ, bỏ sử Chrissy đi. Cho hai thú nữa vào anh em ơi. Ừ. Đeo 2 có rách thánh mà, nó sẽ ulti được bằng cách nào đấy thôi. Lên 9 nhá. Lên 9 sớm. Bọc Chrissy. Thêm. Bây giờ mình cứ tích cái này mà chờ con ma lốc 3 thì mà mình đi trận này là mình cũng hơi cay đấy. Bình tĩnh nhá. Lên được anh em, bình tĩnh. Bây giờ con thêm này. Ê mà nhiều đồ quá. Bản lĩnh thử xem nào. Bản lĩnh lên anh em. Tạm cho con này đi, không biết em cho ai. Vứt hết tướng lên. Đi. Liệu đi không anh em? Liệu quả này có đi không? Cần con gì tanh con ma lốc? À tình cần con gì tanh con đá cót. Chưa đi được. Đi chở con thê này khi có chết đấy anh em ơi. Phải lên 9 hơi liều anh em ơi. Phải lên 9 liều dã man luôn bởi vì mình có thể chết bất kỳ lúc nào. Theo 2 mà lốc 2 chưa đủ tanh đâu. Red 2.
Liền liền lên 38 hôm sau lên. Né ngay con vòn cát này đi. Ui trốn cái gì đây bạn ơi. Bạn trốn này mình đi đây. Ui cái gì đây. Sao lại trốn. Sao bên kia trốn thì đẹp thế mà bên mình trốn thì xấu thế. Ui ma nó bóp giải thật sự con bàn đu này. Trôn quả không bắn được gì luôn mà. Khổ thân quá. Luôn lên anh em. Tắt đi. Một con thêm 2 một con ma lốc 2 gì đấy. Knights to me. Ok. Này cho con Crest này. Này cho con Teo này. Này cho con Crest đúng rồi. Này con Thên. Em mà lúc 3 mà vẫn chưa tài à? Mà lúc 3 mà vẫn chưa tài là mình chịu ấy. Mình không biết chơi kiểu gì luôn ấy. Một tay nhanh hơn não thật. Rồi mày quá. Đi thì đi anh em ơi. Nhưng mà vẫn có thể đi. Rồi vét này cho xuống dưới đi. Còn cái này lên trên này đi bộ lên đi. Mình cái này đi bộ lên. Sợ bọn này này. Nhưng mà mình sẽ chơi bọn này được. Mình sẽ để Malok mình nhảy. Chỉ teo mình đứng ở đấy thì ngon hơn anh em. Đây, mà lốc đứng tay rồi con teo bắn thẳng truy hồn vào mặt. Lên thì bổ góc kia. Ui sao con mà lốc bị được. À rồi mày thế mà lốc mình đi ra giữa rồi con cát đi theo ạ. May mắn thật. Sao con cát này mãi không chết vậy. Chết đi chứ. Chết đi. Rồi còn hai bạn. À, còn mình bạn nữa. Rồi, Vera đâu? Giờ kiếm đâu con Vera bây giờ? Còn giờ mình bán có hơi thừa không nhỉ? Mua 2 con Malok mà 11 vàng. Bán Vera là đúng không? Hay mình bán thừa con Vera đấy nhỉ? Mình bán thừa con Vera không? Nếu mà bỏ choi đi thì con này còn nhảy không? 135 đúng không? 135 người kia là 120. 225. 125 người kia là 62. 62 cộng với cả 20 bằng 82. 82 cộng với cả bao nhiêu mana đầu tiên là 35 à? 110 mấy? Không nhảy được luôn. Bỏ choi đi thì cũng hơi sợ. Để mình định ném truy hồn sang cho con Malok. Nhưng mà thôi chắc để teo cầm truy hồn. Đấy quá này em ơi, không làm được gì. Tướng à. Xem con thú rồi chưa biết làm gì. Hẳn vào đây đi. Vera. Ra anh em. Chrissy này, cho tặng Chrissy vào thay con thú này em được nhưng mà hơi tiền. Rồi bạn này sao? Con cát xuống đáy đúng không? Nakoff xuống giữa đúng không? Nè, đứng đây.
cát xuống đáy thì cứ mà đứng thành nhau đến không được, không được đấy, đề phòng ấy cho con cát ta giữa anh em ơi, sợ được con cát ta giữa lắm. Rồi con teo mình có đồ thủ vậy. Sao không mang lúc mình tự nhiên phải cả nhà anh em lỗi gì đó. What the fuck Arena? Ủa? Cái gì vậy? What the fuck Arena? Thể anh em ai xem viết này, anh em ai làm việc trong Garena gửi ngay Garena cho mình nhá. Điêu thật. Mau. Tự nhiên mà lúc mình con teo mình biến mất luôn. À không, con teo biến mất thì có thể hiểu được lý do, nhưng mà mà lúc con xong biến mất được. Chuyện xảy ra không? Anywho, với mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thích clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống dưới góp ý các bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Chào, bye bye.